Em chào các bác, em Lâm đây. Hôm nay là một buổi sáng mát trời, thời tiết đang chuyển dần về mùa hè, cho nên là em cũng tranh thủ quay mẫu điều hòa cho các bác. Hiện tại em đang giới thiệu cho các bác một mẫu điều hòa Panasonic. Thì trước tiên để vào giới thiệu chi tiết máy thì em sẽ quay qua cửa hàng nhà em để cho một số bác mới xem kênh thì biết về địa chỉ nhà em để xuống mua hàng. Thì nhà em đầy đủ các mặt hàng: tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bếp từ, điều hòa. Thì em quay vào khung cảnh này thì nó hơi bừa bộn nhưng mong các bác thông cảm. Vì phía trên nhà em thì các bác vào xem kênh biết phía trên nhà em thì hiện tại khu vực phía trên nhà cửa hàng thì rất là bận. Thì thợ người ta đang đóng gói máy để gửi đi cho các tỉnh, các bác mua ở các tỉnh các nơi, cho nên là em phải quay vào góc này. Thì mong các bác cực kỳ thông cảm cho em, nếu các bác để ý vào máy cho em nhé. Thì em quay qua cửa hàng nhà em. Nhà em là Thanh Lâm Gia Ba Shop. Địa chỉ nhà em là Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Thế thì bác nào gần có thể qua anh em xem máy và mình trao đổi trực tiếp. Còn bác nào mà không về được nhà em thì có thể gọi em hai số điện thoại. Số trên là số 0377996066, số dưới là 0975360433. Còn hàng cuối cùng là hàng tài khoản nhà em và tên ngân hàng, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng. Thì vì cái này điều hòa này thì bọn em chỉ ship xe thôi, thì em sẽ bán khu vực ngoài Bắc cho mình. Thì em bán từ Thanh Hóa ngược về đến Hà Giang, cái đầu đỉnh của Tổ quốc. Thì bọn em đều có xe gửi đi các tỉnh cho các bác yên tâm. Thì các bác làm tiện cung đường xe của em thì em sẽ nhận cọc 500.000 đồng, các bác nhận hàng kiểm tra hàng rồi các bác phải thanh toán. Còn các bác nào ở xa mà đã mua cửa hàng em và đã biết về cửa hàng em ấy thì bắt buộc phải chuyển khoản hết, thì em sẽ mang đi em giao máy cho các bác. Bởi vì là nếu tiện xe có thu hộ tiền thì không sao, nếu không tiện xe thì các bác bắt buộc phải chuyển khoản. Còn những bác ở tận Nam Định hoặc là các bác ở khu vực sâu hơn một chút như vào trong Thanh Hóa thì bắt buộc em phải đi ra điểm trung chuyển xe 15 cây cơ. Thì các bác làm quen nhà xe thì gửi tiền nhà xe cũng được, yên tâm thì chuyển tiền. Thì em sẽ quay qua vào máy cho các bác luôn và chi tiết máy cho các bác luôn. Thì con này là con Panasonic đầu 25, camera quay gần vào trong má đây. Má của nó là CS256CFR đắt 2016 đây. Má của nó đây, má của nó dưới đây và năm sản xuất đây, năm sản xuất đâu rồi để em nhìn cái năm sản xuất đây 2016. Thì các bác cứ yên tâm là ba la thì cái má cuối cùng nó sẽ là năm sản xuất, đầu trên sẽ là công suất máy và số cuối sẽ là năm sản xuất đấy. Thì con này thì trùng đầu trùng đít đây, các bác quay vào đây, má vào dưới đây của nó cũng là 256, thì trùng đầu trùng đít. Thì nhà em luôn bán những dòng máy trùng đầu trùng đít chứ em không bán máy lai tả. Thì máy rất là đẹp. Tại sao em nói là máy đẹp thì vì là cái máy này nó chưa qua sử dụng đây, không vỡ dập gì, không hiện tượng nứt mẻ gì. Thì tại sao em lại khẳng định là máy chưa qua sử dụng? Bởi vì em biết nguồn gốc của nó, tức là hai cái đầu ti bịt này thì nó vẫn còn và có những con nó sẽ bị giả gãy đây. Thì tại sao em lại nói như vậy? Đây nó là hàng đây là gọi là hàng thanh lý. Đây là những cái vết máy của những cái máy cắt nó chém. Thì tại sao em máy thì em giải thích cho các bác, tức là cái máy này chưa qua sử dụng. Khi một lô hàng này nó được nhập về Việt Nam nhưng mà do không đủ giấy tờ thì hải quan người ta sẽ thu giữ lại và để 1-2 năm thì người ta sẽ phá hủy. Thì là các bác biết đấy, phá hủy thì không thể phá hủy hết được và một số nó sẽ được thanh lý ra bên ngoài. Nên là các bác cứ yên tâm nhờ nó vậy. Tại sao em định vậy? Thì những cái bờ thành bên này nó sẽ bị rụi đi để cho nó mất tem đi đấy, để cho nó mất cái bên này đi để cho thành mấy cũ để tuồn ra bên ngoài. Nên là em mới khẳng định các bác là máy này nó chưa qua sử dụng đâu. Còn thì nó sẽ có xước sát vì nó bị xé thùng giấy, nó có sẽ bị xước sát. Đấy thì các bác yên tâm như vậy. Còn máy thì cực đẹp, mặt lạnh thì cực kỳ đẹp luôn. Thì vẫn là nguyên bản, chưa sơn si gì. Đây là vẫn là những cái vết bụi em chưa lau đâu. Bởi vì là em tranh thủ em quay video tí xong em sẽ lau. Đấy, thì để quay qua cho các bác biết thì là vậy. Máy này nó lắp cho phòng, máy này đầu 25 thì nó tương ứng với máy 10.000 BTU. Thì lắp cho phòng tầm 12m² trở xuống. Lắp cố thì được 12-13m. Thì lắp cho những phòng cỡ tầm trung thì rất là mát, nó đang chạy ga 32. Thì dòng ga này dòng ga nhẹ cho nên là nó ít tốn điện hơn. Độ lạnh thì nó cũng tương đương như ga 410 thôi, thì nó là ga sinh học. Đấy thì bác nào lấy thì alo cho em và em cũng báo giá thành luôn chiếc máy này luôn. Chiếc này là 5.500.000 đồng. 5.500.000 đồng trong đó có những gì? Là có đã có khiển mới này. Cái này là khiển mới này và một bảng tôn đi theo máy. Đấy thì bác và được nhà em đã chuyển lại điện 220 cho các bác bình thường. Máy của nó chịu tối đa được 300V. Bởi vì nguyên bản của nó là sẽ điện 300V. Vì bên người Nhật người ta phải hạ thế xuống để dùng 110. Thì là người ta không đăng ký điện 220 được, vì công suất bé bắt buộc phải dùng 110.
nên các bác để ý những cái máy mà nó dưới tầm 1.500W ấy, thì hầu như là nó sẽ dùng điện 110 hoặc là dưới 1.000W thì nó bắt buộc nó phải dùng điện 110, cho nên là bắt buộc nó phải lắp tụ hạ thế. Thì bọn em chỉ thao tác là rút tụ ra và thay hai con điện trở cho nó về lại nguyên thủy như ban đầu thì máy sẽ chạy êm hơn và không sợ gắn máy. Và đặc biệt các bác không phải tốn tiền mua nguồn, vì cái nguồn nó mua mất 500.000 đồng một nguồn dây nhôm, dùng rất là hại máy, trừ những con nào không thể chuyển được điện thì người ta mới để lại điện trong người thôi. Còn những con nào mà máy inverter 2 chiều chạy lạnh bình thường như thế này, không có chức năng lia auto gì, thì bọn em sẽ chuyển sang lại điện 220V cho các bác để các bác dùng thoải mái. Vì khi điện yếu xuống 190V máy này nó vẫn chạy bình thường, thì không sợ là lắp qua đổi nguồn thì điện xuống 190V, khi xuống hạ điện áp xuống 110V thì nó sẽ tụt đi còn tầm hơn 90V là máy sẽ không chạy và nó sẽ gắn máy hơn, hại máy hơn. Cho nên là bây giờ hầu như các thợ người ta đều chuyển lại điện 220V. Để nên nhiều bác nào mà chưa biết về tại sao thợ chuyển điện thì để các bác có thể hiểu được. Bởi vì những chuyển những điện này thì phải là thợ có tay nghề thì người ta mới làm được. Còn những cái này mà mang ra thợ thì người ta chuyển mất 300.000 đồng. Thì nhiều thợ người ta chọn phương án là mua nguồn chứ người ta không thay nguồn. Thì cái này thì nhà em làm được, cho nên là các bác yên tâm như vậy. Còn giá thành máy thì là 5.500.000 đồng là đã bao gồm phí chuyển điện và khiển bảng tôn đi theo máy. Còn bác nào mà muốn mua cả phụ kiện ở nhà em là 400.000 đồng, tức là 5.900.000 đồng là các bác đã full phụ kiện từ A đến Z. Các bác về nhà mất thêm 300.000 nữa để thuê thợ lắp làm xong, tức là làm xong khoảng tầm 6.200.000 các bác ra thành thân một cái máy. Còn máy này là máy mới tinh đập hộp, thế nên là nó chỉ mất hộp thôi và nó bị trái thôi, còn máy là chưa qua sử dụng, nên các bác yên tâm như vậy. Còn thì độ bền thì các bác yên tâm, đồ bái thì đừng nghĩ là làm gì cả, đã chơi đến đồ bái thì đừng nghĩ là, đặc biệt đây những con máy mới chưa qua sử dụng. Và em cũng bảo hành luôn cho các bác là máy này thì bọn em bảo hành cho các bác là 3 tháng hay 6 tháng và chạy chán thì thôi, đấy thì là máy mới đấy. Còn bác nào thích bảo hành 2 năm 3 năm thì sẽ cộng tiền bảo hành lên. Thì còn hiện tại em đang báo cho các bác là giá 5.500.000 đồng là bảo hành cho các bác 3 tháng chạy chán thôi và đầy đủ phụ kiện cho các bác đi theo máy. Còn bác nào muốn mua thêm vật tư lắp máy thì thêm mất 400.000 đồng. 400.000 đồng là gồm có những gì? Gồm có 3 mét ống và bảo ôn, băng cuốn dây điện và giá treo cục lóng. Thì bác nào đang mua phụ kiện thì em đều biết nhà em đều chơi đồ xịn hết. Ống cũng là ống Malai chứ không chơi ống nhái hoặc là ống Trung Quốc. Đấy, em đã quay qua máy cho các bác, bởi vì máy nó cực kỳ sắc nét, không vỡ dập gì, đầy đủ phụ kiện. Đầu mình tôi biết vẫn đầy đủ nhé, không thiếu cái gì cả, được cái vẫn đủ. Đấy, bác nào alo thì mua cho alo cho em, đời cực cao luôn, hàng này là hàng chưa qua sử dụng. Đấy, em quay qua máy cho các bác rồi, video cũng hơi dài rồi thì cũng để quay qua cho các bác rồi. Thì em cũng xin tạm dừng ở video đây để em quay chiếc khác. Chào các bác nhé.